Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Theo đó, Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Trần Phước Sơn thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Liên Chiểu để đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Nhân dân thành phố với chức vụ là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động ông Nguyễn Hà Bắc thôi giữ chức vụ Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố để đến nhận nhiệm vụ tại Quận ủy Liên Chiểu với chức vụ là Bí thư Quận ủy Liên Chiểu nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời mong muốn cán bộ trên cương vị mới sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố trong tương lai.